dùng thoải mái luôn, không bản quyền các bạn. Xếp vào danh sách những bộ anime seinen đáng xem nhất mọi thời đại. Một bộ anime tuy cũ nhưng vẫn luôn được đánh giá cao bởi những người yêu thích thể loại phim kinh dị tâm lý. Và bộ anime đó có thể được coi như là một bộ anime chuyển thể từ manga thành công nhất của tác giả Naoki. Mình xin được nhắc đến cái tên Monster. Người còn lại đứng cuối cùng là Kusakabe. Kusakabe tiến lên phía trên, nhưng ông thầy đang nghĩ rằng, đang đùa mình à, chẳng lẽ mình đang là người duy nhất còn sống sót sao? Itadori, Choso ở đâu? Còn Mei Mei thì còn lâu mới xuất hiện. Nếu như cơ hội chiến thắng hoàn toàn bằng không, thì mình có lẽ đã rút lui rồi. Nhưng mình đã đi tới nước này rồi, có lẽ mình phải chiến đấu với hắn ta thôi. Mình thật sự sẽ làm điều đó sao? Kusakabe, giết Sukuna.
là Kiều. Ta là Vân. Hai chị em bọn ta là những người mà đi đến đâu thì nơi đấy chính là Milano. Mình cũng sao mong quên cả thế giới đừng vội nhanh. Một ngày chỉ nhật ký yêu thương đời mình áo phu vơ về tình đầu em ơi. Ngày hôm ấy là cô bé thủ đô mới, vậy mà giờ đã lớn trời cánh lát bằng mình. Chẳng như gì xung đột em tôi về ngừa mãi tìm ra để tìm. Anh đã vùng quê khu nghèo khó đó, có trăm điều khó. Bước lên thằng vua mình phải cố sao cho cùng anh đó. Đến giờ còn thêm đường vỡ đã lỡ đêm lại nhớ năm đó. Có đi đêm đêm よくリュグナーたちを倒した。偉いぞ。